Ngày 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên. Trước đó, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, chiều ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án chấp thuận cho các bên ly hôn. Về con chung giao cho bà Thảo nuôi dưỡng và ông Vũ phải cấp dưỡng 10 tỷ đồng cho 4 người con một năm từ năm 2013 đến khi các con trưởng thành, lao động tự lập. Sau bản án tuyên nêu trên, ngày 5 tháng 4, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Cụ thể, theo bà Thảo, tại phiên tòa sơ thẩm, bà Thảo quyết định rút đơn ly hôn, đáng lẽ tòa phải đình chỉ vụ án để gia đình bà Thảo được đoàn tụ. Thế nhưng, tòa sơ thẩm bất chấp pháp luật, thực hiện thủ đoạn để cưỡng ép ly hôn, không cho gia đình tôi đoàn tụ, đơn kháng cáo của bà Thảo nêu.